Ok, chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh Ký Kỳ Cục của mình nha. Nếu cho bạn cái quyền quay ngược thời gian để gửi một cái lời nhắn cho chính bạn của năm 17 tuổi, bạn sẽ nói gì với bản thân bạn đây? Trước khi đi tiếp với videos của mình á, thì nếu mà thích, bạn hãy đăng ký kênh của mình cũng như là để lại comment phía bên dưới để mà thuật toán của YouTube có thể gửi đến cho bạn những cái thông báo hiển thị cho những cái videos tiếp theo của mình nha. Mình cảm ơn trước. 17 tuổi của mọi người như thế nào? Hãy cho mình biết dưới phần bình luận nha. Tuổi 17 của mình á, thì mình tin vào tình yêu hết mình. Mình yêu hết mình và cũng cho đi hết mình nữa. Bây giờ thì mình vẫn tin vào tình yêu chứ, nhưng đã biết giữ lại một tí gì đó cho bản thân rồi. Mình nghe được ở đâu đó người ta nói vậy nè. Tuổi 17 á, đẹp hay không là tùy thuộc vào cái người năm đó bạn chọn. Theo cái lý đó thì tuổi 17 của mình không đẹp tí nào cả. Tuy nhiên, nhưng mà suy xét lại á, thì ở tuổi đó chẳng phải mình đã sống hết mình với cảm xúc của mình rồi sao? Tuổi 17 đó có cố chấp đấy, có cứng đầu đấy, có cố gắng bỏ ngoài tai những cái lời khuyên, hoặc là chỉ vô thức bỏ ngoài tai, chỉ làm theo con tim của mình thôi. Tuổi 17 đó, chúng ta khư xử lý một người, lội ngược dòng, đi ngược chiều để cố gắng đem một người vào cuộc sống của mình. Chúng ta nghĩ chúng ta không thể thiếu người đó được, không thể và không có chuyện đó xảy ra được. Không có người đó, làm sao một cuộc sống của chúng ta thú vị nữa? Điều đó đúng không mọi người? Mình nghĩ á, nó không có đúng hoặc là sai, chỉ là năm 17 tuổi đó ta đã phụ thuộc quá nhiều vào người ngoài. Buồn vui, suy tư, cảm xúc đều phụ thuộc vào họ. Để rồi roller coaster of emotions, cảm xúc hỗn tạp chỉ vì họ. Ta tin ta có thể làm mọi thứ ở cái độ tuổi đó. Cái gì cũng có thể hết á, trừ từ bỏ một người. Nhưng làm gì có chuyện tuyệt đối chứ. Để rồi cũng gồng mình đi qua cái giai đoạn đó. Rồi nhiều năm sau nữa, thực sự thì mới gần đây thôi mọi người ạ. Mới dứt được cái suy nghĩ là có những người xứng đáng để bước ra khỏi cuộc đời của bạn. Có như vậy bạn mới có thể tốt lên được. Có những người bước vào cuộc đời của bạn chỉ để dạy bạn một bài học thật là đắt giá, và rồi rời đi. Nobita ơi, cậu có thể cho mình ké cái hộp bàn của cậu đi du hành thời gian để gửi một cái voice cho bản thân của mình năm 17 tuổi được không? Cái gì? Không cho mượn hả? Không cho mượn cũng phải mượn, không tao mét má mày phải kiểm tra điểm không bây giờ. Rồi vậy đi ha. Thời ấy chúng ta ngây thơ, chúng ta ngại mở lời. Chỉ cần một câu thôi, nói thật đi. Bây giờ cậu muốn gì hả? Chỉ cần một câu đó thôi. Thì chừng ấy năm đó, chúng ta đã không phải là một trò đùa để mà cứ bị đem ra đùa giỡn như vậy rồi, phải không? Điều gì cũng nên rõ ràng, tránh sợ người khác khó xử, tổn thương mà gom hết mọi thứ lên người như vậy. Đó là những gì mình sẽ nhắn cho bản thân mình năm đó. Mà khoan, suy nghĩ kỹ lại thì á, lỡ thay đổi quá khứ rồi á, thì tương lai cũng bị ảnh hưởng gì sao? Và cũng chẳng phải nhờ những cái năm đó như vậy á, mà mới quyết tâm tạo một cái kênh YouTube để có thể trò chuyện, hướng dẫn mọi người vượt qua dần dần những cái khủng hoảng đó sao? Và không biết tương lai làm sao nha. Chỉ biết là hiện giờ mình rất là trân trọng những điều mình đang làm. Nên nếu mà có thể quay ngược thời gian về năm mình 17 tuổi á, chắc là mình sẽ không làm xáo trộn dùm thời gian đâu. Cứ để mọi thứ xảy ra như nó vốn là. Mình chỉ đứng từ xa quan sát mình của năm đó thôi. Khỏi mượn nữa nha Nobita. Giữ mình xài đi. Cảm ơn nhiều. Ta-da.
mong rằng các bạn sẽ thích video này của mình. Và nếu mà thích á, thì hãy share những chiếc video này để mình có cơ hội tiếp cận và thấu hiểu được nhiều bạn hơn nha. IG của mình là Kantiki. Mình vẫn luôn cập nhật cuộc sống, đời thường của mình trên story. Bạn cũng hãy comment trực tiếp phía bên dưới về chủ đề mà bạn muốn mình thực hiện, hay là cảm nghĩ của bạn sau khi xem hết clip của mình. Mình sẽ note lại và mình rất rất là trân trọng luôn. Cuối cùng, lịch ra video của mình là vào mỗi thứ ba, lúc 19 giờ, thứ ba hàng tuần. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Khoan, từ từ, đừng vội nha. Những chiếc video tiếp theo đây hoàn toàn là dành cho bạn đó.